Bữa nay là ngày mở cửa mã nha cả nhà. Ngày trước là người con nè đang bưng cái ly hương của người mẹ đó, còn ở ngoài sau là hai đứa cháu nè. Là nguyên dãy đó luôn đó. Cái máy xanh bên kia. Rồi. Máy xanh là Trần Văn Kiệm đó, là của bà ngoại đó, là kế bên luôn đó. Hôm nay về ăn uống rồi chị ơi, về nhà với cháu. Cho Dương ba lại. Chị dưới ngay cầu bác. Chị dưới em qua đây. Bây giờ nó đi chứ không đi cái nào rồi. Không đi ngoài đi. Về ổng không bên đó nè. Đúng rồi, bữa nay là ngày mở của mã của em, coi em cũng về đây ăn uống. Rồi, ăn uống xong rồi về nhà ở anh chị. Lát vậy nữa về nhà anh kêu về nhà ở với em nha. Rồi kêu hai nhỏ đó. Hai nhỏ nữa. Còn hai lên cúng tụi con ha. Cái đoạn đậu sáng. Về nhà với con. Kêu hai nhỏ đó. Về nhà sống với cha với con với thi. Sống sao hết vậy, về bé ăn uống. Về nhà nghe con, về nhà sống với con. Về nhà chị Út. Bữa nay là ngày 10. Bữa nay ngày mình ngày mấy? Mọi người mình là ngày 23. 23 tháng 4 nhận. Ngày 23 tháng 4 nhận. Sao nó sẵn sàng. 2020. 2020 uống dính rồi có sống sao thấp vậy. Lát nữa anh em kêu uống dính về nhà ở nha. Bữa nay là ngày mở cửa mã của uống dính đó. Sẵn đi. Sống sao thấp vậy về uống mà ăn uống rồi lát về nhà ở với anh em. Con đi nhanh. Còn 3 tháng 4 nữa. Em đang ăn cơm lịch. Em đang cơm lịch nhừ. Rồi bữa nay là 14 tháng 6 tây. Em ơi, em sống sao thất vậy. Giờ cháu nó đi theo em. Đời Văn Huy, đời Văn Việt, em là đời thi dữ. Hai đứa cháu đó. Người ta nhảy lầu hai em, như thế nào. Em cũng được làm ra cái đó giống như đang em vậy đó. Em không nói gì, lắc nữa gì à. Bữa nay là ngày nó thứ ba mở cái mở em đó. Em về giống như chị, anh em chị ở nhà đoàn tụ em. Dẫn hai đứa cháu về luôn. Mày đứa con mày về đổi cho mà. Em cũng sống khôn phát linh, về độ cho chị được ngô thì Mỹ cũng làm ăn đi suôn sẻ đi trên đường tay qua năng khỏi, gặp nhiều may mắn. Chị là chị ba của mày, là thầy chị Thủy nè. Anh là anh ba hậu nè, anh ba của anh em nè. Mày. Thì mày đi, mày bỏ tao. Còn có mẹ đứng đây bên. Bỏ Mỹ. Còn cái leo đứng đây bên nữa. Không giờ thì cưng. Còn cái leo không mẹ. Mày chẳng cái leo đứng đây không? Xong rồi cái leo ơi, đường về rồi qua nhà liếu thôi. Thôi mở đi năm, cưng điện cho chị, cưng nói với chị, cưng ăn gửi với chị. Cưng giá đàng hoàng, cưng giá ra nha. Không nghe đi gì đó, cũng ăn nói với chị hết. Lát nói ông không nghe, mày không nghe, tao nghe, đụng tao bỏ tao đi về liền luôn. Cái đầu nghe gì là, đi có mũ rồi, mới nổi đâu. Giỡn cao chút. Cao lên con, cao lên. Cậu quay. Ngủ rồi, tới giờ chứ. Lúc nãy mình cúng đất đai, mình có gót trà cho sang. Gái thì gót trà xin gái. Gái trong tình cũng được rồi. Ngồi cho rồi, ngồi. Sức của mình. Trời ơi. Đây kêu thằng kê mới giữ nè. Cứ bật kêu chứ mới liệm rồi. Dọn lại, dọn lại. Không phải nói thằng Tùng kéo à. Tùng kéo. Ờ, bên đó ai kéo qua hai con. Một mình kèm này kéo rồi, một thằng đánh. Có người theo đánh, có đó thì cũng có người theo đó. Nãy đem nhang gì đốt hết trơn luôn đó hả? Còn để xé đâu hả anh? Đó, cầm mình phải đi qua vòng lẫn đâu. Quẹt mà cứ vậy đó. Đẩy mà nó có ai nè.
Vậy tao cột cho cái mía. Cột cái mía tao thôi. Cái gì? Cột cái mía. Ờ con đứng gì vậy đó. Chủ yếu là người lo gà thôi. Là cho đứng nghe tiếng gà. Nó lên lên cho mấy nè. Rồi, rồi. 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 Rồi, mất đỏ bỏ gàng luôn. Nó đỏ mất. Đêm hôm anh thức sáng, đêm hôm anh để ý mà. Cũng giống là em đòi đi dẫn. Hôm nay không ngủ một quyết luôn á. Chị là đòi đi để ý chị của em nè. Em đứng đâu nói chuyện chim chui vô uống đi về nhà nha. Nghe không? Chim chui vô uống lại anh đi về nhà với chị. Nghe không? Nhìn gặp mắt khác. Mất đỏ, đỏ bỏ gàng luôn. Khác luôn. Anh coi, anh ngồi sáng đêm hôm anh coi mà. Rồi, dáng vậy là hiểu rồi. Như lúc nó hôm qua chưa có hả? Hôm qua là mắt bình thường, vẫn tươi, nó không có đỏ, không có đỏ cái dòng khóe mắt. Mà bây giờ là nó coi là chỉ có linh tính á. Quan ức lắm. Anh Quan ức á, em á, em là đi dẫn á, chị nè, chị ba là đòi đi thỉ nè. Đi về với chị không? Chim vui vô uống, chim vui vô uống, em đi nhà đó. Em đi về nghe không? Em thân thở với chị hoài luôn mà chị đâu có biết đâu. Không biết là em đâu, em làm. Cô kéo đi tới đây ên thì mình lấy mình xuống nhà nó bay nổ liền. Gà dữ lắm rồi. Con gà nó dữ lắm á, buông là nổ liền á. Đi theo mẫu, đi theo lưng hậu. Dạ công nhân gì đi rồi về. Dạ công nhân đi, lấy thì kéo trời ơi bận mẻ mà. Sáng chưa là kéo ba vòng đầu là kêu đi về đó. Là đi về đó, kéo gà cuối cùng đi về đó. Lúc đó. Con mệt các bạn. Lắm nha. Trước. Mấy đứa này lấy xin chào tất cả các bạn, hiện nay cái thời tiết ngay cái lớp bão luôn các bạn, bầu trời rất là ẩm ướt. Để đó ông cút vợ luôn cái đó đi, ông đổ đi, kéo là rút đi về luôn á. Kéo gà đã đi về đó. Kéo hình đi, không theo nó mà. Không theo nước mắt mà. Con gà ở là một làm quê như thế này. Đúng rồi, vì cuộc sống mưu sinh mà đi làm ở thành phố. Trời bà dậu bán chè đi cải con nè. Chè đó. Đây cả nhà ơi, thì hiện tại là sẽ mở cửa mã một lượt là ba cái mã nha cả nhà, một người phụ nữ và hai đứa bé mà cái vụ án mà đốt nhà trọ trên quận Bình Tân đó cả nhà, thì hiện tại là chuẩn bị mở cửa mã. Các chị đi về Vững ơi, các chị về con, các chị về Vững à. Tàu thì Vững về nhà con ơi. Giờ bên đây là hai đứa bé này cả nhà. Rồi đứng lại đã. Rồi sang một bên. Thầy ơi thầy. Tôi thả thầy ơi. Thầy thầy ơi. Thôi. Thầy đi qua kia thầy ơi. Bên đây chưa nè, chưa nè. Rồi vậy luôn rồi. Rồi bưng cái này lên đây. Vậy về nha, ngủ ba bữa nay rồi nha, vậy về đó. Nè, bưng cái này lên. Mày đứng lên luôn, ở đó đâu có giọt đâu. Ở đó không giọt đâu, không có đỡ đâu. Đây, mày cậu. Rồi đây, đứng gì nè. Ừ, đứng vô đi. Đưa lên vậy đó. Đứng cái là lớn rồi chưa? Ra đây.
La lên. Thức dậy ra về nghe Quy. Vậy về Quy ơi, ngủ ba bữa rồi con. Đi về, đi về, đi về. Chưa kêu là cái về đi coi. Chưa kêu là cái đi về thiệt ơi. Không la lại. Đi không la. Kêu là cái thiệt ơi. Về thiệt ơi. Về thiệt ơi. Về thiệt ơi. Cho mình đi rồi. Ngủ lại sao không hả? Lấy vô đẩy lấy vô đẩy lấy sao hỏi tôi nè cứng đầu đi bỏ cha bỏ mẹ bỏ vậy không đi mày gửi cho tao đó mày nói như con kèo quá giữa mày nước ngoài mày không đi đó phải gì bạn mày đến đây tâm mày đó ở đây với kèo đâu có chết đâu nó gửi cho tao nghe mình không làm sao mà tao biết con kèo nó không nói thì tao đâu biết kèo là ai đâu nó gửi chị con kèo mà biết không có kể cái con kèo là kèo người nước ngoài có kể con kèo giữa mày nước ngoài mà nó không đi cái này là cái này nó lo nước ngoài rồi cô kêu về à, cô nghèo về về ấm lại rồi ở ông cúng nha cái gì có mà nước từ lâu à, bà bản thân của bản thân cúng à. Bản thân là nhỏ lớn tiêu thôi nhớ cậu như thế này để cho cậu cũng tiêu vào và hỏi chứ rồi biết sao không ở cái mình để chờ vậy đó rồi cái mình để lắm rồi. Cái gì? Đồ, lầu dưới còn ăn mà lên lại luôn á. Đi ngay cái đường cũ thôi chứ đâu đi đâu đi chơi được. Đặng về, đặng này nè. Mà không chị chạy chạy về chị đâu vô thang cũng giống bình thường. Vô thang vô người ta đi đường vô chứ đi đường kia lên sao tôi vô được. Rồi đi vô còn ăn luôn. Đâu vô thang đâu. Đặng luôn đi còn ăn luôn đi. Ê Tùng ơi. Đi ngay thang vô luôn. Có mà rồi đi còn ăn luôn. Rồi ta đi ngay thang vô chứ đâu mày đi vô kia lên sao em được. Mỗi lần đi ngay thang vô luôn. Kêu mà chị lo chị kêu tiếp nó chị kêu gì khóc bà trời lo kêu hồn tiếp ta đừng về nhà chứ gì khóc bà không